At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ xin được chuyển sang những thông tin thời sự đáng chú ý. Cuối năm bùng phát nhiều chiêu trò lừa đảo. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm cận Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán là dịp nhiều người tăng cường mua sắm, chuyển tiền hoặc tìm kiếm việc làm thêm. Đây cũng là dịp những kẻ lừa đảo tung ra những chiêu lừa hết sức tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản hoặc thông tin cá nhân của người nhẹ dạ cả tin. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra hàng loạt thủ đoạn lừa đảo nhằm giúp người dân nắm rõ. Thủ đoạn lừa đảo đánh vào lòng tham, sự mất bình tĩnh. Về thủ đoạn lừa đảo nhắm vào lòng tham của người khác, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ rõ các thủ đoạn gần đây được các đối tượng sử dụng nhiều, đó là giới thiệu việc nhẹ lương cao, lừa đảo mua bán người, thanh toán đơn hàng ảo hưởng hoa hồng 10 đến 15%, thông báo trúng thưởng và yêu cầu đóng phí nhận thưởng. Hay như chiêu giả Việt Kiều gửi quà, gửi tiền và yêu cầu đóng phí để nhận, giả điện lực thông báo hoàn trả phần tiền điện tính sai. Trong đó, thủ đoạn mời gọi việc nhẹ lương cao, thanh toán đơn hàng ảo để hưởng hoa hồng có nhiều người sập bẫy nhất. Điển hình là cách đây không bao lâu, chị L, 22 tuổi, quận Bình Thạnh, lang thang trên mạng tìm việc làm thêm. Một đối tượng chiêu dụ chị làm công việc nhẹ nhàng nhưng lương cao, đó là xử lý đơn hàng online trên mạng xã hội. Các đối tượng chiêu dụ chỉ cần thao tác trên điện thoại, được thanh toán theo mỗi đơn hàng, hưởng hoa hồng 10 đến 20%, trả theo ngày. Ban đầu, chị L thanh toán các đơn hàng giá trị nhỏ thì lập tức được trả hoa hồng, nhưng đến khi đơn hàng giá trị cao thì nhanh chóng bị chiếm đoạt tiền. Tổng cộng chị bị lừa đảo gần 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng khi nhắm vào sự mất bình tĩnh của nạn nhân. Đó là giả công an, tòa án, viện kiểm sát gọi điện yêu cầu hợp tác điều tra để được hỗ trợ chạy án, tránh mất tài sản, giả giáo viên gọi điện yêu cầu chuyển tiền để cấp cứu con em bị tai nạn, hay là thủ đoạn gọi điện dọa khóa SIM vì chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao. Về thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan tố tụng để gọi điện thoại đe nẹt người dân dính vào đường dây tội phạm này, vụ án nọ để uy hiếp tinh thần, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản chỉ định vốn đã xảy ra từ lâu, đến nay vẫn có những người bị lừa. Công an Thành phố Hồ Chí Minh còn nêu rõ về các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo nhằm vào sự thiếu hiểu biết của người dân, đó là các chiêu thức như giả công an gọi điện hỗ trợ đăng ký tài khoản định danh điện tử, giả nhân viên nhà mạng hỗ trợ nâng cấp SIM, hay như chiêu chiếm đoạt SIM, tài khoản mạng xã hội, nhắn tin mượn tiền, lừa đảo thông qua giả giọng, ghép mặt, deepfake, gọi điện mượn tiền, lừa đảo thông qua dịch vụ lấy lại Facebook bị hack. Mới đây tháng 8 năm 2023, ông N, 47 tuổi, đã nhận được điện thoại của người tự xưng là cán bộ công an, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Ông đã làm theo hướng dẫn của cán bộ công an đó và phát hiện bị lừa. Số tiền 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng đã không cánh mà bay. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn vừa qua, thủ đoạn giả công an gọi điện hỗ trợ đăng ký tài khoản định danh điện tử là bùng phát và chúng nhắm vào một bộ phận người dân chưa nắm bắt đầy đủ các thông tin liên quan đến việc cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Chúng gọi điện để giả công an hướng dẫn gửi link qua tin nhắn Zalo, Facebook, yêu cầu người dân truy cập vào cài đặt phần mềm này giả mạo, có giao diện giống với ứng dụng thật của Bộ Công an. Làm theo các bước hướng dẫn trong ứng dụng giả mạo, người dân bị các đối tượng lừa, truy cập, đọc dữ liệu cá nhân trên điện thoại. Qua đó, các đối tượng cũng dễ dàng kiểm soát ứng dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện các lệnh chuyển tiền trên điện thoại của nạn nhân. Công an có thông báo rõ, với việc định danh điện tử mức 2, người dân phải trực tiếp đi làm do phải chụp ảnh quét vân tay. Người dân phải đến trụ sở công an địa phương để được hướng dẫn trực tiếp. Chỉ có duy nhất một ứng dụng là VNeID của Bộ Công an được sử dụng kích hoạt định danh điện tử mức 2. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.